Mẫu kéo trên cao mới nhất ngày hôm nay đây các bác ạ. Dòng kéo này sẽ có giá siêu rẻ và chất lượng thì bác nào xem em cắt thử của video trước rồi các Ngon bác biết chị rồi. Cắt cành to thoải mái, ghim giữ quả trên cao. Chiều dài của nó là 3 mét và sẽ thu về là 1 mét 8. Hôm nay dòng kéo này thì sẽ tặng kèm cho các bác theo một lưỡi cưa nha các bác anh nhá. Cái cưa này các bác lắp vào này để cưa cành ở trên cao. Đấy, và với một chiếc cưa này thì các bác sẽ lắp vào đúng cái ốc này nhá. Tháo cái ốc này ra, sau đó lắp vào. Chiếc kéo này là một chiếc kéo ghim quả mà bên em vừa mới đặt về. Ghim quả trên cao không rơi, không bầm dập này. Lẫy rút kéo dài ra 3 mét này các bác anh này. Và cái lưỡi ghim này của nó cực kỳ là chắc nhá. Anh nào mà chưa xem được em cắt quả thì hãy đăng ký kênh của em để vào kênh của em xem cái mẫu kéo này em cắt ghim, cắt cành như thế nào. Đấy, và giá của nó thì ngày hôm nay ở đầu live em báo luôn tới các bác. Một con kéo tặng kèm theo một lưỡi cưa. Giá của nó chỉ có 350.000. Miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn nhá. Kéo cắt giữ quả trên cao sắp sửa vào vụ bưởi rồi, bác nào cũng cần. Đấy, và bên đại lý bên em thì sẽ có rất nhiều những mẫu kéo. Bác nào đang quan tâm tới giá của những mẫu kéo này thì hãy xem em tới tận cuối video luôn. Kéo cầm tay thì rất nhiều, nhưng kéo cắt giữ quả trên cao thì em sẽ có cái dòng bìa đỏ kia nhé các bác anh nhé. Đây ạ, quay cho các bác anh nhé. Đây là kéo xén này các bác này. Đây ạ, một con kéo đỏ này. Con này 4 mét này, với giá là 450.000 này. Đấy, còn về trong này thì đây là một chiếc kéo đặc biệt mà trong một thời gian này một ngày em bán cả 100 chiếc luôn các bác ạ. Nó giá của nó đang giảm giá, gọi là cực sâu. Các bác đang phải mua con kéo 3 mét thu về 1 mét 4 này. Hai lẫy rút luôn nha các anh nhé. Hai lẫy rút này. Giá của nó đang là 700. Ngày hôm nay nó giảm nó còn có 450 thôi. Miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đây là tay của nó này các bác anh này. Dòng này sẽ có cả 4 mét và cả 5 mét các bác nhé. 4 mét ở đó là 600, 5 mét ở đó là 700 các bác ạ. Dòng kéo lưỡi 7 cm, dòng kéo ghim quả cực kỳ là dễ. Và đây là một cái, đây là mẫu kéo 4 mét đấy các bác ạ. 4 mét là như này. Còn về những cây kéo Santa là những cái dòng kéo nổi tiếng mà bên em cũng đã cắt cành, ghim cành cho các bác. Mẫu kéo Santa đó là làm mà tiết trong kia. Đây ạ, em sẽ lấy như đại khái như cái này. Chiếc kéo Santa này thì em còn tặng cho các bác anh nhà mình một cái Chào lưỡi tất cả cưa các bác nhé, Humic 90 hàm lửa, đấy. Và Humic với lên dòng đến kéo này thì 80% ạ. nó là Dòng này một thì bên cái em vừa mẫu mới về kéo hàng cho mà phục vụ các lùi bác đồng nhé. cuối đá. Riêng Các về bác dòng này cành thì nó cắt sẽ giúp cành cân ghim đối quả dinh cực kỳ là dưỡng, dễ. duy trì độ ẩm Santa của thì em đất, đang đưa tới tăng các độ bác quả với trứng cho giá con sẽ là bón, kích thích mọi 750.000 dây đồng phát cho một triển chiếc mạnh, nhá. giúp cây trồng tăng Tất khả cả những năng cái hấp mẫu thu kéo phân ngày hôm bón nay thì và cả bác sự nào dưỡng đang cát, đặc cần biệt là trong ghim điều kiện thời cắt tiết không quả thuận trên lợi ạ. cao, còn cây Giúp kéo cây xanh kìa cứng bác, cáp, thẳng tay em chỉ vào nhé. chống độ ngã, tăng sức Một đề lưỡi kháng và rút giúp cây phân kéo xanh hóa đấy, dồng hoa cây đậu đấy quả, thì chống rụng hiện tại hoa và trái giá non. của nó là Cái này 600 thì rưỡi, riêng hôm nó nay nó cũng giảm mềm, giá chỉ nạp có còn thể có dùng 500 được với nghìn. tất cả các loại Còn phân bón bên khác này các nhé. bác này, bên này là kéo Và 4 giá mét em và đưa tới 5 các mét. bác chỉ có Cũng 100.000 là đồng một một cái gói, mẫu khi kéo chọn cắt lựa là giữ 1 quả trên cao kg. mà được các bác Bên anh em nhà có mình rất sử dụng nhiều rất nhiều. và sản phẩm Dòng mới kéo về này điều thì trên em kênh. đang Các bác gửi nhớ trên cho toàn đất em nước Việt xin một Nam lượt nhé. đăng Em ký có cả kéo kênh Nhật và thương cả hiệu sản con phẩm cua là nào loại và trong hãy liên hộp hệ trắng với chị kìa. bên em Con này thì một qua mình đầu em số này quay cho trên nên màn em cũng hình không nhé. cầm Cảm được. ơn tất cả các Để bác các đã bác xem biết qua chi video tiết ngắn hơn của thì bên nhà em ạ. em sẽ ghim số điện thoại Chào tất ngay ở cả các trên bác. màn hình video này. Các bác cần mẫu nào các bác vào Zalo, em sẽ gửi ảnh cho các bác xem chi tiết. Một dòng kéo mà các bác chỉ cần đứng dưới gốc và cắt quả trên cao, không phải trèo cây, cũng không phải bậc thang, mà cũng không phải bậc ghế các bác ạ. Tiện ích vô cùng đối với các bác. Đấy, còn dưới này thì là kéo cầm tay các bác này. Kéo cầm tay thì hiện tại bên em đang thanh lý giá rẻ bèo luôn. Thanh lý giá rẻ bèo luôn các bác anh ạ. Đấy, đây là một con kéo đúc, cũng là một con kéo đúc Japan. Con này trước nó rất chi là đắt. Hôm nay thì em sẽ có mấy con không có vỏ như này. Con kéo thép đúc nha các bác nhé. Thép đúc cực đẹp, 250 một cục kéo. Đấy, còn bên trên này, đây các bác này, bên trên này, đây là những cây kéo tỉa này. Cây kéo tỉa này em đưa từ các bác có 50.000 đồng cho một cây thôi các bác này. 50.000 đồng cho một cây thôi nhé. Đấy, cây này cũng 50.000 luôn. Các bác cắt tỉa cực kỳ là thích. Còn đối với các bác đang cần cái con kéo bếp này, con kéo bếp này em đưa từ các bác có 35.000 đồng một kéo thôi. 35.000 đồng một kéo nhé. Kéo bếp cắt thịt, cắt xương, cắt tất cả các loại. Còn đây là một con kéo xịn này. Con kéo này các bác cắt cành to thoải mái cho em luôn. Cắt cành to thoải mái nhé. Nó là dòng kéo SK5 Japan các bác ạ. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 150.000. Con này nếu như cắt không ngon các bác giả là em luôn. Em không lấy tiền các bác nhé. Cắt cành to ngón tay cái này, thoải mái luôn. Còn về con Kabushi cũng là một cái mẫu kéo mà thương hiệu nổi tiếng của Japan. Chữ chìm dập này của Japan nhé. Hàng chống hàng giả. Con này 150.000. Em có miễn phí ship kéo to, cắt cành to. Nhà em còn có cưa.
cưa các loại luôn. Con cưa này chỉ có 25.000 đồng cho một cưa thôi các bác này. Con to này là 80.000. Đấy. Con em sẽ có những cái cưa Nhật xịn đây các bác nhé. Cưa Nhật xịn này. Con này các bác cưa che già còn được, cưa luồn, cưa lách, cưa cực dễ. Giá của nó đang là 150 con này. 150 các bác nhé. Cưa thích lắm. Đấy còn cưa này thì là cưa xịn, rồi cưa này thì đắt vô cùng luôn các bác. Con cưa này là 500.000 đồng trên một cưa. Lưỡi của nó lưỡi 27cm của dòng cưa Putty. Putty các bác ạ. Đấy còn những cái đôi kéo này các bác nhé. Đôi kéo này gồm một cái cắt, một cái tỉa này. Hiện tại bên em đang giảm giá cho các bác còn có 250 một đôi. Nó đang là 400. Và hôm nay các bác mua nó chỉ cần 250 thôi. Đấy, dao ghép của Nhật nha các bác nhé. Dao ghép của Nhật. Đây là những con dao ghép xịn này các bác này. Những con dao ghép bãi. Đẹp xịn. Con này 300 và sẽ giảm giá còn 250. Đấy, còn đây là dao mã 8, dao Nhật này. Thép hoa đây các bác này. Con này em làm bán cho các bác là 250. Tặng kèm cho các bác nhà mình thêm một quận bóng 5 phân nha các bác. Con này cực kỳ là xịn. Em lại cầm một tay em không mở được ra cho các bác xem con này. Con này con mã 8 cao Nhật xịn nha các bác anh nhé. Đấy. Vậy thì em bán cả những cái đầu kéo thay thế nhé. Bác nào cần đầu kéo thay thế thì liên hệ với em. Còn đây là một thùng kéo Đức không có vỏ các bác ạ. Cắt gà, cắt vịt, cắt xương. Cái này thì đẳng cấp luôn. Giá là 150.000 đồng cho một kéo. Em miễn phí ship. Còn ở trên kia thì em có rất là nhiều đồ về các loại kéo bướm nhé. Đây kéo 3301 giá 150 này các bác anh này. Đấy, và tất cả những cái dòng kìm kéo cưa ngày hôm nay thì em sẽ muốn đưa kéo xén kìa các bác kìa. Kéo xén 250, bơm xe đạp 150, miễn ship. Tất cả những cái sản phẩm này thì ngày hôm nay thì em có cả cuốc thủng xẻng dây nhôm 4 cây cảnh nhá. Rất nhiều kéo xào đầu giặt. Đấy, bác nào anh nào mà xem được cái video này của bên đại lý bên em, các bác cần hỏi về sản phẩm gì, số điện thoại em đã ghi ở trên màn hình nhá. Các bác cứ vào Zalo đăng ký kênh của em. Vào Zalo kết bạn em để em gửi mẫu cho các bác xem. Hoặc là các bác nhớ đăng ký cái kênh này của em để khi em lên một cái video nào các bác sẽ nhận được thông báo để xem và để lựa chọn xem món đồ làm vườn nào thích hợp với các bác trong mùa làm vườn năm nay nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.